một quốc gia lũng cú được xây dựng trên vị trí địa linh tại đỉnh ngọn núi Rồng, nơi biên cương cực bắc của Tổ quốc. Với độ cao gần 1.500m so với mực nước biển, thuộc xã Lũng Cú, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang. Trải dài theo lịch sử, vị trí này đã đánh dấu chủ quyền thiêng liêng bất khả xâm phạm của Tổ quốc Việt Nam. Lá cờ đỏ sao vàng rộng 54m² là biểu tượng cho tinh thần đại đoàn kết của 54 dân tộc anh em, thể hiện cho tinh thần kiên cường, bất khuất trong đấu tranh và bảo vệ Tổ quốc, là niềm tự hào của mỗi người dân Việt Nam nói chung, của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân, lực lượng vũ trang tỉnh Hà Giang nói riêng. Kính thưa các đồng chí, thưa toàn thể du khách, hòa chung trong không khí cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đang ra sức thi đua lập thành tích hướng tới kỷ niệm 48 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước. Hôm nay rất vinh dự cho cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng Lũng Cú, bộ đội biên phòng tỉnh Hà Giang được long trọng tổ chức nghi lễ trao cờ cho đoàn công tác của Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Thủ Đức và các doanh nghiệp lớn, khách hàng quan trọng thân thiết thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đà Nẵng cùng toàn thể du khách thập phương đang tham quan tại cột cờ quốc gia Lũng Cú. Chủ trì nghi lễ chào cờ, ban tổ chức trân trọng giới thiệu bà Tô Thị Hồng Loan, giám đốc Vietcombank chi nhánh Thủ Đức, đề nghị ta nhiệt liệt chào mừng. Tham dự nghi lễ còn có đông đủ các du khách thập phương, cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng Lũng Cú, đề nghị một lần nữa ta nhiệt liệt hoan nghênh. Sau đây chương trình xin phép được bắt đầu. Chào cờ chú ý, chào cờ, chào. Quân chung lòng yêu quốc, bước chân dồn hàng trên đường tâm đến xa. Đời mau chiến thắng là một nước, dùng ngoài xa chen cùng quân này. Nghi lễ chào cờ tại cột cờ quốc gia Lũng Cú đến đây là